Lu đi đâu mà ướt thế? Lu ướt hả? Đâu bà? Được rồi. Ôi bà cắt cải à? Cắt cuống này. Đẹp. Vâng. Căng mít. Ừ. Ý, quả này chín rồi à? Chưa cắt được ra rụng vào. Cô biết quay không? Thank you.
một cân không biết mua rồi. Thank you.
cho quả nhỏ này để vào nhá. Thế đá vào đi đá. À chỉ có được với sữa à? Lá mặn tàu à, bắt đầu cái lại đây. Bunny bang, baby. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị ạ. Tại nhà hàng đó Bin ơi. Ủa, Bin mình cho 5 đĩa. Nhà nó sẽ ăn tàng tàng ở nhà hàng không? Cá mẹ à đốp này. Thằng cô Minh nhận con à? Nhận tôi con. Tôi mà. Tôi đó. Hai cả hết ba gái mà nhận tôi. Đau ngay bên này. Ba hiểu vui mà. Tôi già, tôi đã ở bên nhắn hỏi. Vui, nhắn ạ. Yeah.
Như thế mà thao hồi nhỏ. Nhận thân hết bún mì cuốn đấy. Đặc chất. Lu đi đâu mà ướt thế, Lu? Ướt hả? Mà mình giáo xin nữa la. Nắng rồi à, ồ. Nhà hai từ từ ha. Hát chưa? Ừ, rôn rôn. Em ăn thế mà bé đấy nhà còi. Hết à? Được rồi, ăn thôi nhỉ. No rồi còn gì nữa.